sống lâu, không nên bỏ qua những siêu thực phẩm này. Những gợi ý dưới đây sẽ khiến bạn rất bất ngờ về bí quyết mạnh khỏe và sống lâu của những người có tuổi thọ cao nhất thế giới. Theo những nghiên cứu khoa học được tích lũy từ những năm thập niên 90 cho đến nay, chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ và tình hình sức khỏe của mọi người. Hẳn bạn sẽ rất tò mò muốn biết ăn món gì và như thế nào để chúng ta có sức khỏe tốt và sống lâu hơn. Bông cải xanh, nho và các loại salad. Chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau củ có hàm lượng dinh dưỡng cao, ít calo là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn tăng tuổi thọ của mình. Khẩu phần ăn nếu thiếu rau xanh và trái cây có thể ăn mòn sức khỏe của mỗi người. Vậy nên chế độ ăn được bổ sung nhiều chất xơ, trái cây và rau có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim lên tới 76%. Khẩu phần ăn này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư vú, cũng như làm chậm quá trình lão hóa, xóa mờ các nếp nhăn. Các loại quả mọng. Các loại quả mọng giúp bổ sung chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và chất đề kháng cần thiết cho cơ thể. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2012, cho thấy bổ sung ít nhất một phần của quả việt quất hoặc hai phần quả dâu tây trong khẩu phần ăn mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Tỏi. Tại bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 107, bà Nancy Fisher cho biết bí quyết sống lâu của mình là sở thích ăn tỏi mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy chất phytochemical có trong tỏi có thể ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư hiệu quả. Dầu ô liu. Mỗi ngày bổ sung 2 thìa dầu ô liu trong khẩu phần ăn rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và tăng cường tuổi thọ. Hơn nữa, các dưỡng chất trong dầu ô liu cũng góp phần tăng cường sức khỏe não bộ và phòng chống ung thư. Các loại rau cải. Các loại họ cải rất giàu dinh dưỡng, vitamin C, chất xơ giúp bạn tăng cường tuổi thọ. Một nghiên cứu của Đại học Vanderbilt với những người phụ nữ mắc bệnh ung thư vú ở Thượng Hải. Việc thường xuyên ăn củ cải, bắp cải, cải thừa đã làm chậm quá trình tái phát và giảm nguy cơ tử vong hiệu quả. Quả bơ. Bơ là một trong những thực phẩm góp phần hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch, làm giảm lượng LDL, cholesterol xấu, đồng thời làm tăng lượng HDL tốt, hỗ trợ hấp thụ các loại vitamin cần thiết. Cà chua, lycopene cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư. Nguyên nhân lớn thứ hai dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng cao ở Hoa Kỳ. Cà chua chính có thể dễ dàng góp mặt trong các thực đơn hàng ngày, nước sốt, mì ống, tương cà, salad. Vì vậy, hãy thường xuyên thêm cà chua trong danh sách thực phẩm thân thiết của gia đình nhé. Các loại đậu đỗ. Theo một nghiên cứu của tiếng được tiến hành với những người cao tuổi ở Úc, Nhật Bản, Thụy Điển, Hy Lạp đã phát hiện ra rằng những người tham gia ăn đều đặn 200g đậu đỗ mỗi ngày làm tăng thêm 7-8% tuổi thọ trung bình. Ăn nhiều đậu đỗ làm tăng nồng độ hợp chất axit béo butyric, tăng cường khả năng chống chọi với các tế bào ung thư. Ngũ cốc. Theo nghiên cứu được công bố của tổ chức Harvard of Internal Medical năm 2011, ăn nhiều ngũ cốc bổ sung lượng chất xơ cần thiết, góp phần giảm tỷ lệ tử vong đến 22%. Các chuyên gia cho rằng chất xơ trong ngũ cốc giúp chống lại bệnh tiểu đường, tim mạch, nguy cơ gây ung thư, béo phì, làm giảm lượng cholesterol và đường trong máu. Uống rượu điều độ. Thật thú vị, theo nghiên cứu của trường đại học Harvard, việc nam giới uống điều độ không quá 2 ly rượu mỗi ngày và 1 ly với nữ giới rất có ích với tâm lý và làm tăng tuổi thọ. Không những vậy, uống rượu điều độ làm giảm tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nam giới hiệu quả. Sò nghêu. Người đàn ông già nhất thế giới Tommy cho biết món ăn ưa thích của mình là súp miso và nghêu và tôm chiên, và sữa là một món đồ uống không thể thiếu mỗi ngày của ông. Một chút rượu whisky. Raymond and Lucien Walter, cặp đôi song sinh cao tuổi nhất thế giới năm 2010, nói rằng một chút rượu whisky mỗi ngày khiến họ cảm thấy mình trẻ hơn. Những cô gái trong đội tuyển thể dục dụng cụ của Pháp cũng cho rằng một chút rượu tiếp thêm sức lực và cảm hứng cho việc tập luyện của mình. Trà xanh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của tổ chức y tế Friendship,
La Romandru ID cho rằng trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, giúp cho bạn chậm quá trình lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Mỗi ngày bạn hãy tưởng thức một ly trà pha với mật ong và một vài lát chanh sẽ giữ cho bạn mãi nét trẻ trung. Cà phê. Một người phụ nữ 106 tuổi chia sẻ trên tờ báo Star News rằng mình vẫn rất khỏe mạnh nhờ uống 12 cốc cà phê đen mỗi ngày. Dĩ nhiên, chúng ta không nên nạp từng ấy cà phê, nhưng việc uống cà phê thường xuyên quả thật có phần gốc vào việc tăng tuổi thọ. Theo nghiên cứu của trường đại học Harvard, so với những người không uống cà phê thì những người uống 2-3 cốc mỗi ngày có tỷ lệ tử vong ít hơn 18%, 26% nếu họ uống 4-5 cốc và 17% nếu nhiều hơn 6 cốc mỗi ngày. Chocolate. Những chất có trong hạt cacao như flavonol, các chất chống oxy hóa giúp tăng cường tuổi thọ và tránh tỷ lệ đột tử với những ai mắc bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, ăn sô-cô-la đen là nhiều, có nhiều flavonol, nhất là hầu như các loại kẹo đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tuổi thọ. Hạn chế ăn thịt đỏ. Ăn chay vài ngày một tuần sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ hơn. Người ăn thịt đỏ mỗi ngày có tuổi thọ kém hơn khoảng 10 năm so với những người thường xuyên ăn chay. Đặc biệt, các loại thịt đã qua chế biến như thịt hun khói, thịt nguội, xúc xích càng có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ăn nhiều thịt trắng hơn. Những loại thịt gà, cá sẽ giúp bạn có tuổi thọ cao hơn so với những việc thường xuyên ăn các loại thịt có màu đỏ. Thêm các loại hạt trong khẩu phần ăn. Chúng ta hoàn toàn có thể lên kế hoạch cho việc thay thế nguồn cung cấp chất protein từ các loại thịt đỏ sang các loại hạt đậu, thịt gia cầm, cá. Đây được coi là một loại protein lành mạnh cần bổ sung trong chế độ ăn uống khoa học. Ngô, đậu, thịt lợn. Đây là ba thành phần chính trong khẩu phần ăn của người Costa Rica. Chính bởi nhờ chế độ ăn này mà cùng lối sống khoa học, lành mạnh, tỷ lệ nam giới của Costa Rica có tuổi thọ 90 tuổi gấp đôi so với các nước Mỹ, Pháp, thậm chí là Nhật Bản. Thực phẩm màu đỏ. Trái với các việc bạn cần hạn chế thịt màu đỏ, các loại thực vật có màu sắc tương tự lại có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, bắp cải đỏ giúp chống lại các bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe cho não. Nước ép củ cải đường để hạ huyết áp và cà chua góp phần giảm cholesterol. Chuối. Chuối là một trong những siêu trái cây trong việc bổ sung dưỡng chất vitamin cần thiết cho cơ thể. Đa số những người có tuổi thọ cao trên thế giới đều chia sẻ chuối là một trái cây yêu thích của họ. Cá. Cá hồi, cá ngừ và các loại cá góp phần kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Bởi các loại axit béo omega 3 giúp chống lại các chứng gây viêm ảnh hưởng đến ADN. Thực phẩm hữu cơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra thực phẩm hữu cơ chứa nhiều vitamin và khoáng chất hơn hẳn so với các sản phẩm khác cùng loại. Những thực phẩm không có thuốc trừ sâu và có hàm lượng vitamin C và các chất oxy hóa cao hơn. Không ăn quá no. Tác giả Dan Sperner, người nghiên cứu Blue Jones, cho rằng không bao giờ ăn quá no để giúp bạn khỏe mạnh và sống lâu hơn. Trong văn hóa Nhật Bản, mỗi người sẽ dừng bữa ăn khi cảm thấy no ở mức 80%. Theo ông, đây chính là bí quyết giúp đất nước này đứng đầu danh sách các quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Bỏ bữa tối. Montana, người có tuổi thọ 114 tuổi, đã từng chia sẻ trên tờ Daily Mail rằng bí quyết sống lâu của mình là chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày. Ông ta có một bữa ăn sáng thịnh soạn, một bữa ăn chưa đầy đủ chất và bỏ qua buổi tối, mà chỉ cần uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây. Hạn chế calo trong khẩu phần thức ăn. Câu trả lời cho việc làm sao để khỏe mạnh và sống lâu hơn để nhận được câu trả lời nên giảm calo trong khẩu phần ăn. Có kế hoạch chi tiết cho thực đơn ăn uống mỗi ngày thì việc giảm lượng calo không cần thiết vẫn khiến cơ thể hoạt động bình thường, thậm chí linh hoạt và khỏe mạnh hơn. Học theo chế độ ăn uống của người Nhật. Cá, đậu phụ và rau quả là các thành phần chủ yếu của chế độ ăn uống truyền thống của người Nhật Bản. Người dân ở Okinawa, vùng đất nổi tiếng của thọ trung bình cao, ăn 60-120 gram đậu nành mỗi ngày so với 0 gram là tỷ lệ trung bình của người Mỹ. Chế độ ăn ở khu vực Địa Trung Hải. Chất béo lành mạnh từ cá, dầu ô liu và các loại hạt dầu protein, trái cây và rau quả. Thêm một lượng vừa phải rượu vang trong chế độ ăn khu vực Địa Trung Hải, nổi tiếng nhất là Hy Lạp và Ý. Chế độ ăn này giúp trái tim khỏe mạnh hơn, giảm tỷ lệ mắc các bệnh ung thư, béo phì và bệnh Alzheimer.
chế độ ăn uống Bắc Âu: bắp cải, bánh mì lúa mạch đen, rau củ, bột yến mạch và cá là những thành phần chủ yếu trong khẩu phần ăn của người Bắc Âu. Một nghiên cứu dài suốt 12 năm cho thấy, người tuân thủ theo chế độ ăn này có tuổi thọ kéo dài hơn 4-6% so với người bình thường. Ăn cơm nhà. Một nghiên cứu năm 2012 của Đại học Cambridge cho thấy những người ăn cơm nhà 5 lần một tuần có tuổi thọ cao hơn khoảng 10 năm. Việc tự lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn giúp đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng hơn. Pizza. Đừng lo lắng nếu muốn ăn yêu thích của bạn không nằm trong danh sách này. Pizza có chứa đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn.